Sau khi tăng lương tối thiểu 6%, lương hưu tăng bao nhiêu? Căn cứ theo Điều 3, Nghị định số 74 năm 2024, mức lương tối thiểu vùng sau khi tăng 6% như sau. Theo Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, lương hưu hàng tháng của lao động đủ điều kiện theo Điều 73 luật này bằng 45% bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. Sau đó cứ thêm mỗi năm người lao động tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2%, tối đa 75%. Việc điều chỉnh lương hưu quy định tại Điều 57 luật này, công thức tính lương bằng tỷ lệ hưởng nhân mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Qua công thức cho thấy lương hưu phụ thuộc vào hai yếu tố trên. Nếu tỷ lệ hưởng không đổi thì lương hưu tăng hay không phụ thuộc vào bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Sau tăng lương tối thiểu vùng sẽ có người lao động được tăng lương hoặc không tăng lương cho người lao động nếu họ có mức lương thấp hơn lương tối thiểu sau tăng 6% hoặc người sử dụng lao động quyết định tăng theo Điều 91 Bộ luật Lao động 2019. Như vậy nếu người lao động được tăng lương sau khi tăng lương tối thiểu 6% thì lương hưu sẽ tăng, còn tăng bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào mức lương được tăng của mỗi người và tỷ lệ hưởng lương hưu.